Thời gian qua, phóng viên báo điện tử Tầm Nhìn liên tục nhận được phản ánh của người dân thuộc các huyện Nho Quan, Gia Viễn của tỉnh Ninh Bình về tình trạng các xe tải hạng nặng có dấu hiệu cơi nới thành thùng, chở quá khổ, quá tải, vô tư lưu thông trên tuyến đường quốc lộ 47 và đường tỉnh 477. Có mặt trên tuyến đường tỉnh lộ 477 đoạn qua các khu công nghiệp Gián Khẩu, xã Gia Tân, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Ghi nhận tại đây xuất hiện tràn lan những chiếc xe tải cơi nới thành thùng, chở hàng có ngọn tự do lưu thông trên đường. Chỉ trong vòng vài giờ đồng hồ đã có hàng chục lượt xe tải chở đất, đá, cát, sỏi có dấu hiệu quá khổ, quá tải được che chắn sơ sài tự do qua lại. Thậm chí nhiều xe chở vật liệu xây dựng không phủ bạt, che chắn khiến đất cát rơi ra đường gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, gây hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông. Biểu tượng mới của thành phố tương lai phía Tây Hà Nội. Chuẩn mực và đẳng cấp vượt trội. Vị trí trái tim của đại đô thị thông minh đầu tiên tại Việt Nam. Triết lý sống xanh được thực hiện hóa trên từng không gian sống. Imperia Smart City, thịnh Bích Lip Smart, một sản phẩm cao cấp của tập đoàn Bích Group. Tuyến tỉnh lộ 477 có phương tiện tham gia lưu thông rất lớn. Những chiếc xe chở vật liệu xây dựng, cát, đá, vô tư hoạt động bóp còi, inh ỏi, mặc cho lượng phương tiện từ khu công nghiệp đang di chuyển để nhập vào tuyến đường tỉnh 477 rất đông. Ngoài việc làm hư hại đường còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông rất cao. Đáng nói, tại thời điểm phóng viên có mặt trên tuyến tỉnh lộ 477 thuộc địa phận huyện Nho Quan, mặc dù lực lượng chức năng, cụ thể là Cảnh sát Giao thông tỉnh Ninh Bình, đã tiến hành tuần tra kiểm soát. Tuy nhiên, những chiếc xe có dấu hiệu chở quá khổ quá tải vẫn vô tư lưu thông như thách thức lực lượng chức năng. Qua đây, đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình sớm chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc xử lý dứt điểm tình trạng trên. Truyền hình báo điện tử Tầm Nhìn sẽ tiếp tục thông tin.